ở với nhau khoảng 80 tuổi, thì lúc đó tôi chỉ mong là tôi với bà chết lượt. Tôi sẽ kè kè với cái người tên Thu Trang này có lẽ là tới 8-90 tuổi luôn đó bạn. Tôi ăn nói vụng về lắm nha mọi người, lỡ mà có gì mất lòng hay bỏ qua cho tôi nha, cái này tôi xin trước rồi đó nha. Dạ, rồi bây giờ có 3 sắc lai, 1, 2, 3. Anh Luật sẽ chọn cái nào trước? Anh chọn số 3 trước đi. Cái dưới ha. À, chết vai hài kịch, ít biến hóa trong vai diễn. Có biến mà. Chết vai hài kịch, ít biến hóa trong các vai diễn. Đây là một vài cái comment của các bạn khán giả khi nhắc đến anh Tiến Luật. Với điều này, anh Luật nói điều gì với các bạn khán giả? Cái chết vai hài kịch là tôi hạnh phúc nha mọi người, tại vì tôi là diễn viên hài. Người ta nói chết chết vai hài có nghĩa là nhìn mặt này mắc cười quá, đúng không? Còn cái này diễn ít biến hóa trong vai diễn, thì khi mà các bạn comment này, bạn có coi phim chưa? Nếu như bạn coi phim rồi thì để Luật rút kinh nghiệm, còn bạn chưa coi thì bạn đi coi đi, tại vì Luật cũng có nhiều người khen là cái vai này diễn ok đó mọi người. Nếu mà chưa coi thì đi coi, còn nếu coi rồi thì thôi để lần sau tôi diễn tôi biến hóa hơn cho mọi người nghe. Đó. Nhưng mà cái chết da hài kịch là đúng rồi, tôi diễn viên hài mà. Ok. Diễn viên hài mà nhìn mà không chết là mệt lắm à. Dạ. Lúc mà em đọc cái comment này á thì em cũng có suy nghĩ y chang như anh Luật. Em nói là chắc không biết là cái bạn này thì bạn đã được đi xem phim Dân Chơi Không Sợ Con Rơi chưa, và bạn cũng có cảm nhận được cái điều thay đổi từ anh Tiến Luật hay chưa. Thật sự ra thì em thấy rằng là mọi người dành những cái lời khen và mọi người rất là quan tâm đến vai diễn này của anh, thì em nghĩ rằng đó là một cái sự thành công trong cái sự biến hóa rồi. Có thể là từ trước đến giờ thì anh Luật hay thể hiện ở vai trò là những cái vở diễn hài kịch, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là với những cái chính kịch hay là những cái đề tài về xã hội tâm lý thì anh Luật không thể làm được. Mà nếu mà các bạn có gì thì các bạn sẽ đi xem để hiểu hơn về điều này. Ok, với tagline này anh còn muốn nói gì thêm nữa Không được rồi, biến thì từ từ mới biến được chứ không phải không phải Ok một sớm một chiều đó đúng không rồi, em? em đồng ý. Tiếp tục ạ, mình còn hai tagline nữa. Là cái thứ hai thôi chứ Cái thứ giờ hai phải không? còn hai cái rồi. Cái bóng kè kè bà xã Thu Trang. Cái này nó đúng đó nha, bạn nói đúng chứ bạn bạn không có sai nào luôn á. Thì tôi với Trang xuất hiện từ đó đến giờ là như hình với bóng rồi, tại vì thứ nhất là hai đứa làm chung nghề. Hai đứa làm cùng với một công việc. Dạ. À, thì bây giờ đi sự kiện không lẽ người ta mời một mình Thu Trang người ta không mời tôi, hoặc là đi sự kiện người ta mời mình tôi không mời Thu Trang, cũng kỳ đó, cho nên là đi là phải đi chung. Dạ. À, có nhiều cái là không có kè kè nha, tôi làm công việc bên ngoài 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 nghệ thuật đi, tôi làm công việc bên ngoài là thấy là không không bao giờ có Trang xuất hiện hết nha đó, cho nên là kè kè tôi còn mong kè kè hoài luôn á, tôi còn mong tôi nói với bà Trang mà thật sự cái này là chia sẻ thật nha, Dạ. này nói thật lòng, có nhiều cái việc ở trong gia đình mà làm cho mình suy nghĩ rất là nhiều, mà mình xem ở đâu đó, tại vì mình ở một cái tuổi, một cái ngưỡng tuổi bắt đầu mình nghĩ tới bắt đầu mình anh đang ở một cái ngưỡng tuổi như anh đang là 40 đi, thì bắt đầu anh sẽ chứng kiến nhiều cái cuộc chia ly Dạ. của ba của một người bạn, hoặc là ông ngoại của một người bạn, hoặc là thậm chí là một người bạn Dạ. chia chia ly, có là mới mất hay sao đó, thì khi đó khi hai hai vợ chồng nhiều đêm những cái cảm xúc nó dâng trào, thì anh mới nói với Trang là nếu mà được á, sau này mà được trời thương á, đủ sức khỏe, tôi với bà mà ở với nhau khoảng tới khoảng 80 tuổi đi ha, ở với nhau khoảng 80 tuổi, thì lúc đó tôi chỉ mong là tôi với bà chết một lượt, để đừng có tôi đi trước bà ở lại bà cũng buồn, hoặc bà đi trước tôi ở lại tôi cũng buồn, cho nên nếu được ngủ một giấc dậy, ngủ một giấc xong rồi hai đứa đi luôn đừng có dậy nữa, thì nó sẽ đỡ. Thì đó cho nên là cái bóng kè kè này tôi cảm ơn cái người mà comment cái này nó đúng ý, tôi sẽ kè kè với cái người tên Thu Trang này có lẽ là tới 80-90 tuổi luôn đó bạn. Rất là tuyệt vời, cảm ơn anh Luật. Em khi mà đọc cái tagline này của các bạn gửi về á thì em hiểu rằng ý các bạn đang muốn nói gì, nhưng mà thật sự ra khi mà em nghe anh Luật chia sẻ về tagline này thì em cảm thấy rất là quý anh Luật, tình cảm của anh Luật với chị Trang, cái sự yêu mến của hai người dành cho nhau, một cái sự tri kỷ rất là tuyệt vời. Anh thì cái là
khi mình nhận một câu hỏi hay mình nhận một lời nói. Hồi trước đây á, thì anh tiêu cực lắm nha. Khi mà nhận một cái gì đó không hay là anh phản kháng lại liền. Anh phản kháng lại liền, và hồi đó anh dễ bị tự ái lắm. Nhưng mà sau nhiều cái va vấp, nhiều cái vấp ngã trong cái cuộc đời này á, rồi anh may mắn anh gặp được một số người bạn, họ ngồi nói chuyện với anh á. Thì đó, cái người bạn mà anh nói là ông Minh Nhựa, thực sự ra anh với Minh Nhựa thì không có phải là kiểu mà gọi là quan hệ gì mà sâu sắc lắm. Anh với ông là chỉ ngồi rảnh là hai người ngồi uống trà với nhau thôi. Chỉ ngồi uống trà thôi. Một năm chắc hai gia đình đi ăn chung với nhau được một lần. Nhưng mà anh với ổng thì ngồi uống trà với nhau rất là nhiều. Thì mỗi lần ngồi uống trà thì mình học của ổng được một số cái, mà ổng học của mình cũng được một số cái. Ổng học được của anh cái là sau cái chuyện gì ổng cũng nghĩ thành chuyện vui vậy. Còn với ổng thì tại vì cuộc đời của ổng, ổng nói cuộc đời tôi bị nhiều cái tiêu cực lắm. Tới khi mà tôi gặp được một người thầy của tôi chỉ tôi là khi một cái sự việc đến với mình á, mình hãy khoan, mình khoan phản kháng lại, và mình hãy, mình thí dụ như mình đứng góc này mình nhìn cái câu chuyện nó sẽ khác, nhưng mà mình đứng qua đây đi thì mình nhìn thấy khác liền. Có thể mình đứng bên này mình thấy cái mặt nó có mụn xấu à, nhưng mà mình đứng qua đây chút xíu mình thấy da mặt bên này mịn hơn à, vậy thì mình nhìn cái mặt đẹp đi, mình đừng có nhìn cái mặt xấu. Cho nên khi mà nhận cái này thì anh vừa nhìn á, anh nhìn thấy cái mặt đẹp trước. Dạ, cảm ơn anh Luật. Đó là tag line thứ hai mà chương trình đã tổng hợp được. Và bây giờ thì tag line cuối cùng nhé. Em sẽ mở luôn.